Xin chào các em. Tiếp tục hình học ngày hôm nay, tôi sẽ rèn kỹ năng cho các em ôn thi học kỳ 2 và ôn thi tuyển sinh luôn các em nha. Vậy thì các em quan sát vào đề, tôi sẽ hướng dẫn các em này. Cho tam giác ABC nhỏ, có AB nhỏ hơn AC. Vẽ ba đường cao AP, BP, BM, CN và tam giác ABC cắt nhau tại H. Rồi, vậy trước tiên tôi vẽ hình vẽ đây cho các em nha. Em vẽ tam giác này là tam giác nhọn nha. Rồi. Okay. Làm sao cho AB nhỏ hơn AC nha. Đây là A này. Đây là B. Đây là C. Vẽ ba đường cao luôn. Đường cao thứ nhất. Em cắt vuông góc thôi nha. Đường cao thứ này. Đường cao thứ hai. Đường cao thứ hai. Đó. Hai đường cao này em phải căn đúng không? Đường cao thứ ba không cần phải căn, tại vì liên quan đến đồng quy nha. Tại vì trong tam giác á, giao vào hai đường cao gọi là trực tâm nha. Nên đường thẳng xuất phát từ điểm còn lại mà đi qua trực tâm lập tức vuông góc với cạnh đối diện nha. Em chỉ cần nối thôi, nối xe đi qua cái giao điểm vào hai đường cao trước em mới vẽ ra nha. Đây chính là đường cao còn lại nha. Rồi đường cao thứ nhất là đường cao tên là AP, BM và CN. Ba đường cao này cắt nhau tại H nha các em. Đây là H. Rồi câu đầu tiên là câu A, người ta yêu cầu chứng minh thứ nhất BC em tiếp nha. BC em nha, tôi nói như này. BC em em. Rồi tôi nói lại. Đây vẽ đây 90 rồi. Đó. B C em N tiếp. Rồi, cái nhắc này cách chứng minh thứ nhất các em. Cách đầu tiên các em phải nghĩ là trời ơi, chúng mình có tổng hai khối 180 được không? Ha. À, cách đầu tiên này là góc M N nè, cái góc C không có cơ sở. Góc M với góc B không có cơ sở chứng minh được 180 được. Vậy thì nghĩ cách thứ hai này chứng minh hai góc cùng nhìn giống một đoạn thẳng bằng nhau thì thứ nhất nó được tiếp. Đúng không các em? Đó, nhìn coi. Ở đây em nhìn thấy này. Tôi vẫn đặt tên riêng là alpha các em. Đây thì 90 này. Đấy. Góc M này và góc N này cùng nhìn với đoạn thẳng BC nè. Hai góc bằng nhau này. Thì tập tức tứ giác này nó gì? Được không? Em chỉ dùng cách thứ hai. Vậy thì các em trình bày vào nha. Câu A. Mình chỉ cần nói là ta có nha. Ta có góc BMC bằng góc CNB bằng góc CNB bằng 90 độ. Đây là giả thiết người ta cho ha. Từ đây các em có quyền kết luận thôi. Suy ra tứ giác BCMN nội tiếp được nha các em. Đó. Hai góc cùng nhìn giữa một đoạn thẳng bằng nhau. Đó. Thì lập tức tứ giác đã nội tiếp nha. Vậy thì các em quan sát đến câu tiếp theo. Câu B. Chứng minh tam giác ANM. Tam giác ANM, tam giác này nè em. ANM đồng dạng với tam giác ACB. ACB là tam giác này. ACB. Và em phải luôn luôn phải lưu ý nha. Câu A đã chứng minh được tứ giác trực tiếp thì sẽ các em phải khai thác được cái lợi của tứ giác trực tiếp nha. Vậy thì em chứng minh tam giác này nè. Tôi đồ hơi đen chút xíu các em nhìn nè. Và tam giác có đúng nè. Nhìn rồi phải thấy nè. Có góc A là góc nhầm chung. Đúng không? Em nhớ là em muốn chứng minh hai tam giác này, hai tam giác này đều đóng vai trò là hai tam giác nhọn hết. Em muốn chứng minh đồng dạng này em nhớ đến trường hợp ưu tiên đầu tiên là góc góc. À, nếu hai góc của tam giác này bằng hai góc của tam giác kia thì lập tức nha, hai tam giác đó đồng gì dạng theo trường hợp góc góc, đúng không? Nhưng nhận xét điều này, nhận xét là hai tam giác này có chung góc A này. Thêm một góc nữa thôi các em. Thêm một góc nha, mình dự đoán nha. Góc C này nè. Để ta vẽ được khúc này. Nhọn này, nhọn nhỏ này, nhọn to to này ha. Vậy đoán này, góc N này là góc nào của tam giác này? Tôi đoán này, nhìn thấy góc trong đây là góc nhìn nhỏ nhất là góc C. Vậy là góc N và góc C. Cái mình hỏi làm sao chứng minh được góc N và góc C? Đó, các em nhớ nha. Cái lời của tứ giác tiếp, tứ giác này mới chứng minh được tiếp là tứ giác này trắng này. Mới chứng minh được đột tiếp là đậm. Thì nếu mà em học cái cách thứ ba của cái lời tứ giác tiếp á, góc ngoài của tứ giác tiếp nha,
Ông ngoại phải đứng dậy thân thiện. Bạn góc bên trong đối kề mùi nó, góc bên trong đối kề mùi nó này, góc bên trong mà đối kề mùi nó, đối kề mùi nó góc này mà đối này các bạn, góc này vào góc này. Đó, em mà nhân chính là như vậy. À, còn tại sao như vậy? Bây giờ thích nào? Góc này bằng góc này gì? Nè, góc này cộng góc này bằng 180 kề mùi. Mà tứ giác quan chiếc em học là tứ giác quan chiếc thì góc có tổng hai góc đối bằng 180. Góc C cộng góc N đây từ đây này bằng 180. Góc này cộng góc này cũng bằng 180. Vậy thì hai góc này như nào với nhau? Bằng nhau. Hoặc các em không thích vậy thì em có thể nói góc M này nè. Nè, bằng góc nào em? Bằng góc B. Nha, em tập nhìn vô mà biết điều này lên rồi. Nha, góc N là bằng góc B cùng vì cùng cùng mù với góc này. Đó. Này cộng này 180, này cộng này 180 như tứ giác quan chiếc. Đó, này cộng này 180 kề mù. Đó, này cộng này 180 vì tứ giác quan chiếc thì cộng có tổng hai góc đối bằng 180, đúng không? Vậy thì suy ra góc này bằng góc này. Đúng không? Vậy thì thôi mình xét một cái ha. Góc N là góc C. Rồi, vậy thì lúc này em xét hai tam giác đồng dạng nha. Vậy thì xét tam giác theo đề người ta đây ha, ANM và tam giác. Rồi trong đề người ta xét đúng tỷ lệ luôn cho em. AC. Rồi có A là góc chung, đó là trước đây. Okay. Góc tiếp theo là góc N này nè. Góc ANM bằng góc gì em? Mà góc C cũng được, tại vì C là quyền này, hoặc là ACB cũng được. ACB giải thích một câu không? Vì cùng nghe anh cả nói vì cùng bù với góc cái này không? Này có phải chân ta nghe có phải chân ta nha, cùng bù với góc tên là BNM nha các em, kết luận vậy tam giác ANM đồng dạng với tam giác ACB. Cái trường hợp gì các em? Trường hợp góc đâu nha, đọc đọc em trình bày vào nhá. Các em quan sát đến câu C nha. À, người ta yêu cầu nè, kẻ tiếp tuyến BD với đường tròn đường kính AH. À, và trước tiên em vẽ đường tròn đường kính AH ra trước nha. Đọc. Em vẽ đường tròn đường kính AH ra. À, vậy em chỉ cần chia đôi AH ra thôi nha. À, để em xác định tâm để em vẽ thôi. Rồi, chia đôi ra nha. Đây. Đường tròn đường kính AH này. Đây, người ta yêu cầu tiếp theo là các em. À, kẻ tiếp tuyến BD với đường tròn đường kính AH nha. BD rồi, tiếp tuyến. Em vẽ đây nào. Đây là tiếp tuyến. Tiếp tuyến BD. Đây, vẽ đường này. Rồi. B đây. Rồi, tôi chỉ cần căn vuông góc thôi ha. À, muốn xác định được tuyến điểm chỉ cần căn vuông góc thôi. Rồi, đây. Đây là B đây nha. Vậy đây có một cái tiếp tuyến nha. Còn nhìn đây là cái cáp tuyến nha. Đó. Rồi. Tiếp tục. Ý tiếp theo. Tiếp tuyến BE với đường tròn đường kính CH. Tiếp tuyến BE đường tròn đường kính CH. Vậy thì lúc này em vẽ thêm một cái đường tròn đường kính CH ra nữa nha. Lúc này em chia đôi rồi, vậy thằng BC ra hai phần nhau. Đó. Để em xác định tâm để vẽ nha.
như vậy nha các em. Đó, người ta yêu cầu giờ giờ chứng minh ha. Người ta yêu cầu mình chứng minh BD bằng CE. BD này. À, bằng CE. Giờ tiếp đến BE nha các em. Nha. Tiếp đến BE nha. Rồi, tới đây. Tôi sẽ vẽ như vậy. Muốn xác định viết được nghe thì cần tăng nguồn gốc đây đó đấy chưa, yêu cầu chứng minh là BD này bằng CE ok đó, em sẽ nhận sao chứng minh được hai cái đó bằng nhau. Rồi giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các em chứng minh được hai cái đó bằng nhau nha. Rồi để quan sát. À, trước giờ mình chứng minh hai cặp bằng nhau á, à, có mấy cách mình hay dùng là mình có thể chứng minh thông qua hai tam giác bằng nhau đúng không, hoặc là chứng minh đưa về tam giác đó là tam giác cân chẳng hạn đó. Nhưng mà hiện tại cái bài này các em không thể làm vậy nha, em kiếm được hai tam giác bằng nhau mà chứa hai cặp BD và BE không được nha, hoặc là không đưa về tam giác cân cũng không nổi luôn đó, chứng minh hai cặp bằng nhau cũng không nổi luôn. Vậy thì lúc này tôi sẽ hướng dẫn cho các em một cái phương pháp như vậy. Rồi, các em á, các em làm bài tập nhiều sẽ quen kỹ năng này. À, kỹ năng có như là mình cứ tự tạo hình đề trước cho mình. Nha, cái bài học này á, cái bài tập này á, các em để ý trong sách giáo khoa cũng có cho các em làm rất là nhiều nha. Và trong bài tập này kỹ năng ôn hình á, các em có quên thì em có thể coi lại những cái video lần trước tôi đã hướng dẫn á. Nha, có nghĩa là làm cái dạng bài tập liên quan đến lập tích độ dài đoạn thẳng bằng nhau, nhìn vô đề là tự động phải soạn sẵn điều đó luôn á nha. Và ở trong đây có một cái phần mà các em cần phải lưu ý, đó chính là cái thước tuyến và cái cắt tuyến đó. Trên một cái tròn nhìn vô là phải tự tạo ra đề lên nha, chứ các em mà không có làm nhiều bài tập về dạng này á, hoặc là chưa có kinh nghiệm nhiều về làm tấm hình á, thì em nhìn vô á bài này cảm thấy nó rất là khó, và nó rất là khó để tư duy để làm bài tập được. Hoặc có nhiều em nói trời ơi sao người ta nghĩ như vậy được, sao người ta nghĩ được cái cách để làm như vậy được nha. Thì các em chỉ có một cách là em thật làm như bài tập và tạo thành kỹ năng, có nghĩa là nhìn được cái đề có thể đoán được cái đề để đặt cái đề nha. Ví dụ này các em là tôi nhắc lại một chút xíu cái bài chủ đề này tôi ôn ở trong những bài học trước ạ nha, ôn tập hình học kỳ 2 hoặc là trong cái đề kỹ năng hình là tôi cho rất là nhiều ha. Ví dụ tôi vẽ lại đi cho một cái đường tròn như vậy đi nha. Thứ nhất là này, khi có một cái đường tròn và có một cái tiếp tuyến và có một cái cắt tuyến thì em cần phải nhớ nha. Tôi nhắc lại chút xíu này thôi, em nhìn này, đây là một cái tiếp tuyến, ví dụ DM này, đây là A đó, đây tiếp tục ví dụ đây là cắt tuyến chẳng hạn, vậy đây là cắt tuyến. Và mấy mốt là cắt tuyến người ta không có thể vẽ như thế này cũng được nha các em. Và mấy mốt là em có thể vẽ tiếp tuyến như này, hoặc tiếp tuyến như vậy, như này vẽ tiếp tuyến như này đó, nó giống nhau luôn nha. Đây là C nè, D nè, đây là O nè. Đó, em nhìn vô cái đề này nè, em coi như là em phải tức là gần như là người tạo ra đề luôn á. Thì có cái cấp kỹ năng cái tập phức tạp được nha. Vậy thì các em quan sát nè, khi em nhìn vô cái đề này em có thể ra được đề liền ha. Ví dụ tôi nhìn vô đề này tôi biết liền, vậy có thể chứng minh MA bình bằng MC nhân vào đề. Nhớ nha, khi có một bài tập mà có một cái cắt tuyến thẳng MCD này và một cái tiếp tuyến nha, đó thì em nhìn vô cái này em phải nhớ là trời ơi mình sẽ chứng minh được MA bình bằng MC nhân vào đề cái cạnh này tiếp tuyến đường thôi đó, bằng hai cái khúc cắt tuyến này nha, bằng cái khúc MC nhân vào đề đó, phải nhớ điều này luôn. Rồi em để ý tại sao vậy đấy, tôi sẽ tam giác MAC và tam giác MAD, MAC là tam giác này và tam giác MAD là tam giác dài, nhìn vô thấy có M chung này. Góc A này bằng góc B này, góc tạo bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chấn cung AC này, góc này tạo bởi tiếp tuyến và chấn cung bằng hai số đo cung AC đúng không, góc D này nè bằng hai số đo cung AC, góc nội tiếp đúng không bằng hai số đo cùng chấn, vậy góc này bằng góc này, vậy thì hai tam giác này đồng dạng trong trường hợp góc này góc chung này, góc này bằng góc này, đồng dạng trường hợp góc đó. Và tôi đã nhắc trong lý thuyết là góc tạo bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chấn cung bằng nhau rất nhiều bài tập sử dụng
nha. Và tôi tập các em là các em nhìn mai mốt nhớ nha, tôi nhắc lại luôn. Nếu mà có một cái tiếp tuyến và có một cách tuyến, coi như mình phải làm được cái đầu không em. Ha, nhìn vô là biết mà A bình mà C mà D. Vậy thì ở đây nè, ở đây các em nếu mà em làm nè, em nhìn ở đây nè, tôi có thể làm được nè. Đó, em nhìn ở đây có một cái tiếp tuyến này, có một cái cách tuyến. Và ở đây cũng có cái cách tuyến này nè. Đó, ví dụ em nhìn vô đây đề này tôi có thể biết là BD, BD bình phương bằng cái gì đây này, tiếp tuyến bình phương. Tôi có thể tư duy trước này. Đó, đây là tiếp tuyến nào tôi xét cách tuyến này, ngày đầu tiên này. Vậy BD bình phương bằng cái gì? Đó, thì bằng à, cái cách tuyến là tích là BN nhân cho B này. Bằng BN nhân cho B này. Tôi phân tích được điều đó rồi. Ha, đó, tại sao người ta nghĩ được? Đó, phải cẩn thận điều này ha. Rồi tương tự em nhìn đây, mấy em bình phương bằng đây là cái tuyến bình phương này bằng a bp này, cái cắt tuyến này nè, đó bằng pp nhân cho bc. Vậy thì em nhìn nhá, em muốn chứng minh được hai này bằng nhau, hai cái bình phương bằng nhau, chỉ cần chứng minh hai cái bình phương bằng nhau thôi. Em nhìn coi bn nhân bt nhá, bn nhân ba bằng pp nhân bc, cũng phải thêm một cặp là mình đồng dạng nữa, ha, là bnp à, bnp cũng được, nối vô việc nào cũng được á, nhưng mà tôi muốn em xét lại cái hơn BNC, BNC đâu, BNC là tam giác vuông, thấy không? Rồi BAP, BAP, BAP cũng là tam giác vuông này, có chung góc B nè, phải đồng dạng góc góc, em lập tỷ số ra chứng minh được hai ngày bằng nhau, mà hai ngày bằng nhau chia ra hai ngày bằng nhau, điều mà chứng minh đó, không không ngắn không nhiều, rất là dài. À, vậy thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các em hai cách. Thứ nhất là tôi sẽ làm cho các em cắt dài trước ha, cắt sau tôi sẽ làm ngắn hơn nha. Vậy thì phải làm sao nhỉ? Đây là tôi xe cho các em. Các em xóa cái này nha. Rồi. Vậy thì tôi sẽ chứng minh BD bình phương bằng BN nhân BA nha. Vậy tôi sẽ xét tam giác này. BD, BD bình chính là BD nhân BD đúng không? Đó. Là BDN và BDA. BDN tôi nối lại cho các em coi này. Xóa bớt một số đường đi. B BDN. BDN tôi nối lại. Em nhìn nha. Cái đường này là tam giác này. Và BDA. BDA là gì? Em nhìn nha. Thứ nhất hai tam giác này có góc B này, góc này chung. Đây là B1 chung. Đó, dễ nhìn ha. Đó, góc này là góc chung này. Rồi đây là góc nội tiếp này em. Góc nội tiếp nào và góc tạo với tiếp tuyến mà dây cung là đúng không? Này là chắn cung DN các em. Em nhìn cho kỹ nào. Đây góc nội tiếp bằng hai số đo cùng DN đúng không? Rồi góc phải tạo với tiếp tuyến và dây cung nào bằng hai số đo cùng DN đúng không? Hai góc này bằng nhau. Lập tức hai tam giác này đồng. Yeah. Mình sẽ chứng minh ra được. Và tương tự dưới này cũng làm như vậy thôi. Nha. Vậy thì tôi chỉ trình bày này hoàn chỉnh cho các em này. Đầu tiên tôi sẽ xét nha. Xét tam giác BDN và tam giác là đúng tỷ lệ nha các em. B D N cái này chung B phải đọc luôn nè. B B A B A D đúng nha. Sai tỷ lệ thì tính lập cái này ra đâu. Có thứ nhất là có góc B 1 là góc chung nha các em. Góc thứ hai là góc này này. Góc hai là góc A này này. Đọc là D A B nha. D A B bằng góc này nè em, góc này đừng đặt số nữa tại vì đây cũng nhiều đường quá. BDN BDN nha, hai góc này đều bằng, giải thích một câu thôi, bằng 1/2 số đo cung DN nha. Góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, cung chắn và cung thì bằng nhau nha. Vậy từ đây suy ra tam giác BDN đồng dạng với tam giác BAD theo trường hợp góc góc. Rồi tôi lập tỷ lệ cho các em nhé. Rồi ta có tỷ lệ. Rồi nhìn vô này thôi, cái này mình nhắc ra trước rồi. À, BD viết BD đây. BD trên BA bằng rồi BA viết đây rồi còn BN. Đó, nhìn vô cái này là BN đầu cuối trên đầu cuối trên BD. Rồi nhân chéo lên, chéo lên BD nhân BD biến thành BD bình phương bằng BN nhân cho BA. Này là AB cũng được. Nha. Em đặt lên số 1 cho tôi.
Rồi. Ở dưới bên này cũng vậy luôn. Dưới bên này nha. Sẽ chọc tiếp theo. Sẽ chọc tiếp theo là cảm giác là BEP. BEP nó nha. Về to xíu. Và tam giác này BEC. BEC lỗ dọc. Là tam giác này. Tam giác này đồng giác tam giác dài. Có các mình chung đi. Và đây là B2. Tam giác nhỏ này nó tam giác chỉ dài. Có góc B2 chung. Đúng chưa? Rồi góc này nè. Góc tiếp theo này. Cái này ghi hai vòng đi nha. Hai vòng này nó cắt đến một cặp đi. Rồi, rồi góc tiếp theo góc vào nhau nè. Tam giác đen này có cái góc này tôi vẽ trước của mình đó. Nha, đúng chưa? Xóa này bớt đi. Rồi, góc trước của mình góc E này, mà góc C này. Đây là góc đầu tiếp rồi các em nhìn có phải không? Nhìn ra chấn cùng gì em? Cùng P, E. Góc E này cũng góc tạo hình chiếc tuyến mà như cùng này. Cũng chấn cùng B, và hai góc này vào gì? Đó. Vậy thì các em có thể, em viết lại như là đi đang trên này cũng được. Hoặc là em có thể làm cái ngôn từ ngắn đi, ngắn đi chút xíu, chứng minh tương tự. Tại vì hình thức nó giống nhau, em có thể nói chứng minh tương tự. Hai tam giác này đồng dạng với nhau lập hệ số thôi. Các em hiểu vấn đề nào? Còn thiết em làm chẵn được chẵn sao? Là góc B2 này góc chung, góc này và góc này đều bằng hai số đo cùng B. Em hiểu vấn đề nói không? Vậy thì đợi tôi sẽ hướng dẫn trình bày cho em nha. Vậy thì nào? Giờ câu này giống vậy thì tôi sẽ làm chứng minh tương tự cho các em nha. Chứng minh tương tự. Nha. Chứng minh tương tự. Tam giác tên là gì em? B BEP đồng dạng với tam giác B chung này, đó đúng đi lại nha. BEP kia là BC BCE, đó. BCE. Rồi, ta có tỷ lệ. Lập ra BE. Xóa này ha. BE trên BC. Cái nhìn sang bên này nè, BC biết rồi, còn BP nha. Đầu cuối BP. Đầu cuối thì bên này đầu cuối trên BE. Vậy từ đây các em suy ra nha. BE nhân BE biến thành BE bình phương bằng BP nhân cho BC. Tôi đặt đây là số 2. Nha. Vậy thì các em quan sát nào. À, muốn chứng minh hàng nhau và chứng minh hàng này bằng nhau. Đó, giờ tôi chứng minh hàng này nhau. Tại sao hàng này bằng nhau? Đó. Vậy được sẽ tạo mối quan hệ hàng này bằng nhau. Đó, giờ sẽ xét thêm một cặp tam giác đồng dạng để cho chúng mình tích được dạng này bằng nhau nha. Vậy tam giác nào không? Tam giác BNP. BNP BNP cũng được, nhưng mà xét thì phải chứng minh thêm cái tứ giác học tiếp đó. Nó cực lắm, tôi sẽ cho các em làm cách khác, không bắt cái hàng đầu với nhau nữa, mà sẽ bắt là BNC nè. BNC nha. BNC nhìn coi nè. BNC là tam giác vuông, thấy chưa? BNC là tam giác vuông này em. Tam giác tiếp theo là AB. ABP. ABP cũng là tam giác vuông luôn. Em thấy không? Có chung góc, góc này. Góc này là góc chung. Góc B là góc nhọn chung. Mà hai tam giác vuông chỉ cần một góc nhọn bằng nhau là thích đồng nhận. Đúng không em? Nó là hệ số đây. Em chứng minh được hai này. Vậy thì tôi sẽ làm tiếp theo, ý tiếp theo của em nha. Rồi, em cứ trình bày này. Tôi sẽ cặp tiếp theo. Xét tam giác vuông tên là bằng vuông trước nha. BNC đâu ạ? BNC và tam giác vuông tiếp theo. BNC và BNC và tam giác này ABP nè, ABP nè. ABP giờ là cũng tỷ lệ này, B là góc chung là đó, vậy là vuông là B nha. Đến vuông BPA. Sai tỷ lệ là em sai ngay đó. Có góc này nè, góc này là góc chung, góc A B P, đó đúng như luôn nha, A B P bằng góc C B N, chung góc đấy nha, A B B là góc B này, là bằng C B N là chung góc B, nha. Vậy từ đây các em suy ra được tam giác vuông B N C đồng dạng với tam giác vuông B P A. Theo trường hợp góc góc tôi lập tỷ lệ ra, phải có tỷ lệ này. Các em này sẽ lập tỷ lệ cho các em nha. Rồi lập tỷ lệ nào, nhìn vô cái này lập này, BN luôn, BN BN trên
BP. Rồi BP viết là nào, còn BC ha, viết BC ra. Đầu cuối trên đầu cuối trên AB. Nhân chéo lên em. Suy ra BN nhân cho AB. Nhân chéo lên nào, bằng BC nhân cho BP. Đúng không? Đây là bằng. Em ạ, em nhìn bằng BN nhân AB bằng BC nhân BP này. BN trên AB bằng BC nhân BP bằng BC nhân BP. Đúng không? Hai đuôi này bằng nhau, dẫn hai này bằng nhau. Vậy em kết luận là từ 1 2 3 suy ra. Các em suy ra được là gì nha? BD bình phương chính là bằng BE bình phương. Đó, mà hai cái này bình phương bằng nhau, kết luận vậy. BD bằng BE. Đó, có rất nhiều em nó trò lôi xong mà một cái phần chúng mình đồng dạng thôi là mình cảm thấy rằng cái khó rồi, mà bài này thiết kế ba cái đồng dạng. Đó. Vậy thì trước em chỉ còn một cách là em cố gắng luyện thật nhiều bài tập nha, và rèn với kỹ năng á, tôi đã nói rất là nhiều á nha, gấp nội tiết và cộng cộng cái tuyến mà dưới cùng cánh của mình, và nhớ khi có một cái tuyến và có một cách tuyến, coi như mình thế nào được vậy, coi như mình là người tự tạo ra nha, em nhớ được lý do ha. Rồi giờ tôi sẽ hướng dẫn cho em thêm một cách nữa, cách này có thể nó ngắn hơn nhiều luôn, ngắn hơn một sẽ bớt cái này mình làm nha. Giờ tôi sẽ không có xét cái cách tuyến BLA nữa, mình sẽ xét cách tuyến này các em. Tôi hướng dẫn các em thêm một cách nữa ha. Các em nhìn đây. Rồi em quan sát này. Cách hai sẽ làm như này. Định dạng trước các em. Định dạng trước nha. Em nhìn này. Ở đây là tiếp tuyến, đúng không? Mình xét cách tuyến này rồi đúng không? Giờ tôi sẽ xét cách tuyến khác. Tuyến này B H N này đi ra được không? Vậy thì tôi sẽ viết cho các em coi nha. BD bình phương, tiếp tuyến bình phương bằng BH nhân cho hai cái của cách tuyến này. BH nhân cho B nào nha. BH nhân cho B thấy chưa? Tương tự như này luôn. Đây là một tiếp tuyến và đây là cách tuyến thôi. Cách tuyến của mình. Em để ý nha, mấy cái điểm này nằm trên đường tròn hết rồi. Em thì bắt đầu đây là góc vuông. Chắc là nó thuộc đường tròn được tính hết rồi. Góc này cũng là góc gì luôn em. Thế lúc nãy mình chứng nó vuông góc rồi đó. Nha. Cái góc vuông này vậy n cũng thuộc đường tròn được tính hết luôn. Nha, cái này không hết. Em mình chứng minh rồi. Nha. Rồi, vậy tương tự là tôi sẽ làm là BE bình phương bằng cái gì em? Nha, tiếp tuyến bình phương thì bằng hai khúc cắt tuyến với nhau là BH nhân cho BM. Không, BH nhân BM. Em nhìn không? Nhìn thấy ngắn không? Giờ tôi không dùng cách tuyến kia, tôi dùng cách tuyến này, cách tuyến chung cách tuyến. Cái bài toán trở nên dễ. Em chứng minh này bằng này, vậy lập tức hai bằng nhau. Không, tại vì hai này giống nhau mà. Đúng không? Em làm nhận xét được cách này, bài toán trở nên ngắn hơn nhiều. Đúng không? Vậy thì tôi sẽ xét nha. Sẽ cảm giác nhìn vô đây để làm nha. Đó. Coi như là mình tập làm giáo viên ra đề nha. Thì mình có khả năng em làm một câu khó được. Rồi, vậy tôi sẽ xét cảm giác nè. BDH. BDH nha. B D H tôi nói cho là cái quá trời rối đường đúng không, mà trên cách này nó rối thêm nữa đó. Đây đây C tam giác B D H và tam giác tiếp theo định dạng rồi B D H và B D M nha. B D M này P D M tôi nói này quá trời nhiều đường không nha, thấy chưa? Đó, em thấy B D H không? B D H này thấy chưa? Và tam giác này BDM này thứ nhất có trùng góc này, góc từ đây này, góc bên này, thấy chưa? Đó, góc tiếp theo này em, góc tiếp theo là cái góc này, quá trời nhiều ký hiệu nha, giờ tôi xóa bớt ký hiệu nha, tôi xóa mấy cái số này thôi, xóa hết ký hiệu rồi luôn nha. Rồi, coi như cách một mình đã giải quyết xong rồi, cái này không dùng nữa, tôi bỏ hết. Rồi góc tiếp theo này em, tam giác này và tam giác này ha, có chung góc B rồi, và góc này em nhìn này, góc này là em nhìn có phải góc này góc một tiếp không? Nhìn không? Góc M này hai vòng, nhìn qua trên cung gì em? Có phải trên cung B ha? Góc này tạo bởi tiếp tuyến và dây cung DH bằng hai số góc cung DH không? Góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cung chấm và cung thì bằng nhau. Vậy lập tức hai tam giác đồng dạng, lập tức em chia thành một. Nha. Rồi, vậy thì các em tôi viết lại tỷ lệ nha. Và tam giác tiếp theo cũng là B luôn nha. BDH ở kia là phải là BM MD nha. Các em trả lời vô có
góc này, à góc này là góc chung, đặt qua luôn nha. D góc gì em? DBH, DBH, đó chính là bằng góc gì? DBM luôn, DBM luôn, chung góc này, khỏi giải thích ha. Rồi tiếp theo góc này đọc ra phải đọc cái nhà góc BDH, BDH bằng góc này là bằng góc DMH, hai góc này bằng nhau đều bằng 1/2 số đo cùng DH, thấy chưa? À, góc nội tiếp và góc tạo với thiết tuyến là gì, cùng cùng chắn cùng cùng thì bằng nhau nha. Đó. Hay là em đặt cho nó đúng luôn nha. À, BDH nha, BDH chính là bằng góc DM, em hát cũng được hoặc em đọc là D em gì em B cũng được, em xuống viết thành chữ B này cũng được, không sao hết, tại vì ba định là hàng mà, đúng không? Vậy thì đây các em suy ra được tam giác BDH đồng giác với tam giác BMD theo trường hợp góc góc. Rồi tôi lập tỷ lệ này, ta có tỷ lệ nhìn lập nha. BD, BD, BD trên BM, BM viết đâu rồi, còn BH đầu cuối trên đầu cuối trên BD nha. Tôi xóa cái này để lập ra này. Từ đây tôi suy ra BD bình phương bằng BH nhân BM, đặt đây là số 1 nghe chưa? Hảo mắt một cái nào, BD bằng BM. Vậy tiếp tục tôi chứng minh BM bằng BH nhân BM. Rồi xét tam giác của em nhìn không? BE này chắc là BEH, BH tôi có dùng xóa cái tam giác này. Lúc này sẽ kết hợp B đây đó, và tam giác BM nè, BM tôi nói rồi, anh nhìn không, quá trời cái hình, nó quá nhiều đường đúng không, quá trời rồi đó, thấy chưa, nghe chưa? Rồi em nhìn cho nhé, tam giác này là B này, BEH và tam giác BH, em nhìn nhé, hai tam giác này có chung góc, chung góc ở đây này, có B, góc tiếp theo, em nhìn nhé, góc này, mà góc này, nhìn ha, góc này góc bình thiết, em nhìn này, chắn cung gì em, chắn cung H này, góc này là góc gì, tạo bởi thiết tuyến và dây cung này, thiết tuyến này. Và dây cung là HE bằng hai số góc cùng HE, góc nội tiếp và góc tạo bởi thiết tuyến và dây cung cùng chắn cung là cùng HE bằng hai số góc cùng HE. Bây giờ hai góc này bằng gì? Kết luận hai tam giác này đồng gì? Đồng giác. Em lập tức em chứng minh được điều này, BE bằng HE. Em hiểu mấy được không? Hoặc là các em có thể làm ngắn gọn đi một chút xíu là em làm sao chứng minh tương tự. Vậy thì tôi sẽ chứng minh tương tự thôi. Nha. Còn cái em kỹ thì em nói bình thường được, cái góc B góc chung này, góc này bằng góc này bằng hai số góc luôn này, lập tức đồng giải góc khác nha. Còn em có khả năng em làm ngắn hơn, tại vì hình thức làm giống nhau thì em có thể nói là chứng minh tương tự nha. Vậy tôi sẽ chứng minh tương tự, chứng minh tương tự nha, chứng minh tương tự. Tôi làm chậm chỗ này chút xíu nha, suy ra tam giác, chúng mình được tam giác tên là BEH đồng giác với tam giác, tam giác BME. Rồi à, có ta có tỷ lệ, có tỷ lệ này à, BE trên BM đúng không, này là chứng minh là BH mà, BH đầu cuối trên đầu cuối trên BE, cân chéo này suy ra BE bình phương bằng BH nhân cho BM. Nha các em. Em đặt đây là số 2. Các em có thể làm nhanh hơn chút xíu nữa các em. Em nói chung tương tự em ghi cái này ra cũng được luôn. Nha, này mình thức làm giống nhau, em có thể làm nhanh hơn nữa. Em bỏ cái bước này đi ra tới đây được luôn. À, còn đây tôi làm những cũng hơi chậm chút xíu. Rồi, cái loại từ 1 2 suy ra. Em nhìn nhá. À, BD bình bằng BH nhân BM, BE bình cũng bằng BH nhân BM thôi. Và
và dưới đây suy ra BD bình phương bằng BE bình phương. Kết luận là hai này bình bằng nhau, vậy thì dẫn cái hai chữ số là giống nhau không? Vậy BD bằng gì em? BE. Các em chỉ nhớ. Rồi các em quan sát đến câu cuối cùng nha các em. Rồi cuối cùng là như vậy. Giả sử AB bằng 4, AC bằng 5. Cạnh AB bằng 4, AC bằng 5 và BC bằng 6. Yêu cầu tính MN, bạn học MN nha. Nếu em để cái hình như vậy á nha, thì em nhìn vô nó khó quan sát lắm. Vậy thì sẽ tắt hình ra, sẽ tập trung vô cái phần này để tính thôi nha. Tôi sẽ vẽ này cái tam giác ABC, tôi định tiến sang cái này ha. Tôi định tiến tam giác ABC sang bên này đi. Để em dễ nhìn hơn nha. Tôi vẽ hình lại nha các em. Rồi tam giác ABC này, tôi phát họa cho mình này đi. Tôi cũng vẽ lại hai cái đường cao luôn, ba đường cao luôn. Không cần phải ứng theo tỷ lệ trên đi, phải cũng đơn giản vẽ đạo đi. Sau AB còn AC vuông góc BN M P vuông góc đó. Và lúc nãy mình chứng minh được có một cặp tam giác đồng dạng đó ha. Đây. Đó. Vậy thì tính MN là các em nào em muốn tính được cạnh thì các em nhớ, muốn tính được cạnh thì các em đầu phải soạn những cái thứ gì trong đề để tính cạnh. Đầu tiên dùng định lý để đo được không? Nhưng MN đâu có nằm liên quan đến tam giác vuông đúng không? Đó, MN không thể đi trong tam giác vuông hết đúng không? Vậy không thể đâu, không dùng định lý để đo được. Vậy em phải chuyển đến cái thứ hai nha, hệ thức lượng được không? Không thể luôn, tại vì MN không nghĩ đến tam giác vuông, đâu có dùng bốn định lý hoặc sin cos tan được đâu đúng không? Loại luôn rồi, thế rồi. Vậy các em phải nghĩ đến gì? Còn những cái cách tính cạnh nữa nè, em mới nhắc nè, cách tính cạnh nè, em dùng hai tam giác đồng dạng, em lập số để tính cạnh. Hoặc nữa là gì em? Dùng tính chất tam giác của một góc này. Trên tam giác một góc chia cả đối diện hàng hai bằng mặt tỷ lệ hai cũng kề luôn, đúng không? Lập tỷ số được cả là được. Nhưng mà bạn cũng tam giác loại ngay nha. Hoặc định lý Thales, hệ quả Thales. Nhưng mà muốn đi dùng định lý Thales và hệ quả Thales em thì nhớ phải có điều kiện song song. Nhưng mà quan sát thì cũng song song rồi. Và trong đây chỉ có một cái ý là gì? Không có hệ này kia. Mà ngay ở câu A đầu tiên các em á, câu B trước kia, tam giác ANM đồng dạng với tam giác AC nhé. Nha, mình định dạng trước, tôi chỉ cho không ra định dạng trước này. Vậy thì gì em? Cái tam giác A đầu tiên cho chúng mình là chúng mình tam giác ANM ấy em. Đồng dạng với tam giác gì em? Nhìn vô cái đề coi, là AC ấy. Em lập từ tỷ lệ nha, từ lập tỷ lệ ra coi, tính toán trước nha. Đó, vậy MN đã tính MN viết thể viết MN đó thôi. MN thì bên này phải là gì em? BC. Rồi còn những cạnh còn lại của nó là AD này chẳng hạn, AN phải trên AB, AN trên AC, rồi cạnh AM phải trên AB. Đó. Vậy thì em muốn tính được MN nha, thì em phải tìm được BC. BC có nha, BC đề bài ta cho là 6 này, nha. AB bằng 4 này, và AC bằng 5 này. BC có em. Rồi vậy phải tìm được AN và AC. AN là em. AC có chưa em? Có rồi. Và cái AM trên AB, AM chưa có. AB có 4 em. Vậy tôi chỉ cần giải quyết là một là tôi phải tính được AN ra hoặc là AM ra. Đó, cũng trong một trong hai cái này. Đó, tính là một thằng không là được. Nha. Một là em tính là AN hay AM. Nha. Mà trong đây em còn sang làm sao? Vậy chỉ vậy, tôi sẽ tập trung AN thôi. Tôi chỉ cần tìm AN thôi. Cũng AN được chứ. Từ đây đây này, 4 đi ha. Từ đây này 4. Đó. Nó có như vậy. Đó, vậy xong rồi nha. Các em quan sát. Ở trong đây có rất nhiều tam giác vuông đúng không? Tam giác vuông mình có thể khai thác tam giác vuông thông qua định lý chưa được, có thể tính được AN nha. Vậy thì nào, AN bình phương bằng gì? Nếu mà AN bình phương bằng cái gì ha? AN bình phương bằng CN bình AC bình trừ đi CN bình một ý. Rồi
còn cách nào nữa không? Nè, ở đây cái gì nè, ở đây cũng có Pythagore nhưng quán xem rồi này nha. Cái này bình phương lên, cái này bình phương lên khoảng 6 bình trừ đi cạnh này, đúng không? Vậy thì ở đây tôi sẽ làm vậy cho các em dễ nhìn hơn một chút xíu ha. Đó, tôi đọc cái này chưa biết, tôi đọc là hết. Cái này là từ đây đến đây bằng 4 đúng không em? AB bằng 4 này x, vậy thì khúc này bằng 4 trừ đi gì em? 4 trừ đi lại. Em hiểu vấn đề không? Đó. Này x vậy thì lấy 4 trừ x phải ra khúc bên đó. Rồi, vậy thì các em quan sát này. Tôi trong đây có lý Pythagore này em, CN bình phương. CN bình phương ở trong tam giác vuông đầu tiên này, bằng cái này bình trừ cái này bình. Còn tam giác vuông ở dưới này em, CN bình phương bằng này bình 6 bình trừ đi 4 trừ x bình. Mà CN bình phương giống nhau dẫn đến hai cái đuôi nó bằng nhau. Em đọc phương trình, lập tức em tìm ra được. Nha, vậy thì tôi sẽ trình bày cho em coi, em sẽ thấy đấy nha. Vậy thì tôi sẽ đặt nha. Đầu tiên tôi sẽ ở bài này là tôi sẽ đặt nha. Đặt là AN bằng x nha. Vậy chắc AN x chắc AN nó phải lớn hơn không rồi nha. Điều kiện này x nó phải lớn hơn không? Và chắc AN là khúc từ đây đến 4 thì chắc AN khúc này phải x phải nhỏ 4 chứ, đúng không? Rồi, vậy từ đây suy ra BN bằng gì? Bằng AB trừ đi AN đó. Đó, có nghĩa là bằng 4 trừ đi. Nha. Rồi, cái đây tôi sẽ sử dụng nha. Áp dụng định lý Pythagore. Hơi khó cho các em á. Định lý Pythagore. Trong tôi làm trong hai tam giác vuông nha. Trong tam giác vuông đầu tiên là tam giác vuông ANC. Và tam giác vuông luôn. BNC, hai tam giác vuông luôn. BNC. Rồi, tôi trình bày nha. Có CN bình phương. Làm tam vuông trên nha, bình phương các vuông này thì bằng bình phương cạnh bên bằng 5 bình trừ đi bình phương các vuông còn lại này, trừ cho x bình phương. Rồi tương tự dưới này cũng vậy thôi. CN bình phương bằng bình phương cạnh bên tam giác vuông dưới này, tam vuông trắng này là 6 bình bình phương cạnh bên trừ đi các vuông còn lại là 6 bình trừ đi 4 trừ x tất cả bình phương. Em ạ, em nhìn vô điều này không? Hai này giống nhau không? Giống không? Vậy thì suy ra hai cái đôi của nó. Từ đây suy ra 25 trừ cho x bình phương bằng 6 bình này 36. Hàng lần thức em phân tích ra nha. Cái này bằng bao nhiêu em? Bằng 16 trừ 2 lần a b là trừ cho 8 x hàng cộng cho b bình phương là x bình phương. Rồi, khá mặt em giải phương trình này. Rồi, tới đây em xử lý nha. Rồi, em phát mặt ra đi. 25 trừ x bình phương, cái này là 36 này, hàng trừ 16 này cộng 8 x này. À, trừ cho x bình phương này. Rồi, và tôi rút gọn tốc độ mau nha các em. Trừ x bình phương tôi chuyển qua là cộng x bình phương hết nha. Trừ x bình phương cộng phương hết rồi này. 8 x tôi biết đi, nó dương rồi. Rồi này, cái này nó còn 20, 36 trừ 16 còn 20, chuyển qua là trừ 20. 25 mà trừ đi 20 thì bằng 5. Vậy tương đương x bằng em lấy 5 em chia cho 8 cái nha, 5 phần 8 các em tính là được bằng 0.625. 0.625 sẵn đây. Wow, không có ích là đó. Cái chính là AN đó. Này, AN nè. Kết luận. Từ đây, suy ra AN bằng 0.625. Xong như thế. Rồi, từ đây mình làm luôn. Vừa khít luôn các em. Rồi, các em trả lời là P. Tam giác này đồng dạng với tam giác này. Em nói tỷ số nào. Xóa cái này thôi nha, dùng cái này thôi. Vậy thì tương đương. Cắt này ra. Tương đương MN trên BC. BC bằng 6 là các em. Bằng AN. AN mới tính hết các em. 0.625 chia cho AC, AC các em tính bằng 5 này. Vậy thì tương đương MN các em tính được bằng em lấy 0.625 phần 5. Em nhìn được 6 nha. Anh lấy máy tính tính điều này, con tính mong đáp số bằng 0.75. Ok, 0.75 sang đây. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share để cho các bạn cùng học luôn nha các em nha.